À, vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với channel Nông Dân Làm Giàu. Và ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục làm clip để các bạn nhé. Và thời gian vừa qua thì mình cũng nhận được khá là những cái lời đề nghị của các bạn về việc mà mình làm một cái clip về tổng quan về việc mà xây chuồng trại ra sao. Tại vì trước đó thì kênh của mình thì cũng làm rất là nhiều clip. Mình nhớ không nhầm thì cũng khoảng trên 20 clip rồi. Thì mình những cái clip đó thì ở trại mình nhé, thường thường làm về giới thiệu về các loại giống bồ câu, như là bồ câu ti tan thái siêu thịt này, bồ câu gà Mỹ này, hay là bồ câu Pháp, cũng như là mình cũng phân biệt là chống mái. Nhưng mà nhiều người cũng rất là mong muốn mình làm một clip về tổng quan về việc mà xây chuồng trại, cũng như là những cái thiết bị ở trong chuồng trại như thế nào. Thì mình nhận được những cái lời băn khoăn của bạn thì mình cũng làm một clip. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn về việc mà xây một cái chuồng trại ở trên huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Cũng nói chung là nó cũng khá là trùng hợp đối với mình. Tại vì hiện tại thì cái trại này mình cũng cơ bản là những cái bước mà xây thì nó cũng gần hoàn thành rồi. Trước đó thì có lẽ là cái trại này nó đã hoàn thành thì trước tháng 10. Nhưng mà các bạn cũng biết là thời gian qua ở trên Đắk Lắk xảy ra một tình trạng đó là mưa nhiều và gây ra cái tình trạng đó là ngập úng cục bộ ở nhiều địa phương. Thì chính vì cái trại ở trên Đắk Lắk của mình cũng rơi vào trong cái tình trạng này. Nên là cái thời gian nó xây nó cũng khá là lâu. Thì ngày hôm nay thì nói chung là cơ bản thì những cái bước xây thì nó cũng gần hoàn thành rồi. Và mình cũng có mặt ở đó để mình ghi nhận về cái việc mà xây chuồng trại như nào. 100 cặp chim bồ câu thì diện tích xây chuồng trại cũng như là cách thức xây chuồng trại như thế nào, thì những cái hình ảnh sắp tới thì các bạn cũng phần nào mà nắm rõ được cái việc cái quy trình để xây chuồng trại như thế nào, để từ đó thì mình khi mà mình bắt giống bồ câu về á thì mình cũng thuận tiện trong cái việc mà thứ nhất là ghép cặp này, bố trí xếp tầng cho những cái cặp bồ câu nó hợp lý để mình có một cái mô hình nuôi nó cũng cơ bản và nó đáp ứng được những cái nhu cầu của việc nuôi bồ câu. Tại vì cái chuồng trại của bồ câu nó cũng khác so với những cái chuồng trại khác như là chuồng heo, chuồng gà, hoặc là những cái loại gia súc gia cầm khác. Đặc biệt ở cái chuồng bồ câu thì nó cũng khá đơn giản, các bạn có trong tay có khoảng vài chục triệu thôi thì mình cũng đã có một cái chuồng. Và cái chuồng này thì cũng có thể nuôi được khoảng vài ngàn cặp. Thì nói chung là mình chỉ cho các bạn một cái thông tin là khi mà nuôi 100 cặp thì như thế nào. Và cứ thế thì các bạn nhân lên thì cái số lượng nuôi thì nó cũng, cái diện tích nuôi cũng tăng lên. Và ngay sau đây thì mình sẽ dẫn các bạn đi xem một cái trang trại ở trên Đắk Lắk của mình nhé. Và đây, và ngay bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan một vòng cái trại của mình. Cái trại này thì mình đặt ở thôn Hòa Nam 2, xã E Nhôn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk nhé. Cái khoảng cách mà từ cái trại này đến cái nhà của mình ở thì trên 30 mét. Mình đặt cũng khá xa, tại vì ở trên Đắk Lắk thì cái diện tích đất thì cũng nhiều ấy, nên mình đặt xa nhà để nó đảm bảo được cái vệ sinh, cũng như là mình những cái mùi hôi của chuồng trại nó không bay vào nhà được. Thì hiện tại cái trại của mình nó đang ở trong những cái khâu cuối cùng để có thể đem lồng về ghép chim rồi bắt đầu nuôi. Thì hiện tại thì những cái thợ xây đang bắt đầu xây tường. Các bạn để ý nhé. Thứ nhất là lúc nãy thì mình cũng đã từng nói là cái trại bồ câu này thì nó cũng khác so với những cái trại của những cái loại vật nuôi khác. Trại bồ câu nó được xây theo một cái tạm nói là một cái tiêu chuẩn đi. Nó không có kín mít như là mình nuôi gà công nghiệp. Nuôi chim bồ câu nó đòi hỏi phải có một cái khoảng không thông thoáng để khi mà gió nó lùa vào thì nó cũng mang lại một cái môi trường sống tốt hơn cho bồ câu. Đây, bây giờ mình đi lại gần để các bạn có một cái nhìn gần hơn đối với cái trại này.
Thì cái trại này mình xây theo một cái diện tích đó là rộng rộng là tầm 7 mét, và chiều dài của nó thì 12 mét. Và ngoài ra ở phía trước của cái trại thì mình cũng dành ra một khoảng cái diện tích nó cũng khá là rộng, để mà khi đến lúc mà mình thu hoạch chim á, thì mình sẽ làm thịt chim chim ở phía phía trước ấy. Chứ mình không có đem về nhà mình làm luôn ở trại, để nó hạn chế được cái vệ sinh an toàn. Này, trại đã xây như này bạn nhé. Tại vì ở trên Đắk Lắk này á, nói chung là ở Tây Nguyên, nhưng mà cái mình vẫn xây cao lên thế này để hạn chế cái một cái việc đó là ngập úng. Tại vì trước đó vào cái tầm khoảng tháng 8, tháng 9 vừa rồi á, thì nó ở địa phương của mình á, nó xảy ra một cái sự việc, nói chung là nhiều người không ngờ, đó là nước tràn vào. Thì khi mà nước tràn vào thế này á, thì nó xảy ra một tình trạng là ngập úng cục bộ, và khoảng mấy ngày nước mới rút. Thì chính vì thế cái trại của mình xây khá cao, để khi mà nước nó dâng lên á, thì nó không có vào chuồng trại được. Tại vì nếu mà nước mình mà để nước dâng cao lên, nó thứ nhất là nó ảnh hưởng đến chim, là khi chim bị ngộp ngộp nước và dẫn đến chết. Nhiều khi nó tiềm ẩn những cái dịch bệnh nhé, thì mình cũng không thể nào mà lường trước được, nên chính vì thế mình phòng bệnh hơn là chữa bệnh, và để hạn chế tối đa những cái rủi ro. Đây bác, bạn thấy là cái nền của nó cũng khá là cao. Phía trước thì mình cũng để một khoảng khá là rộng, để mà mai mốt mình làm mái, cũng như là mai mốt là mình sẽ để cái hệ thống nước ở đây, để khi mà mình làm thịt chim ra ràng á, thì mình làm đây luôn. Đấy, cây cối xung quanh của trại này cũng khá là nhiều. Tại vì cái loại chim bồ câu các bạn, mà khi mà mình nuôi ở trong một cái địa điểm mà nó có một không gian mà nó cây cối và nó mát mẻ, thì nó sẽ sinh trưởng tốt hơn. Và đặc biệt là mình sẽ mang cái loại bồ câu đó là Titan Thái siêu thịt về đây nuôi. Mình có thể nói là cái loại bồ câu Titan Thái này á, nó rất là thích hợp đối với cái điều kiện khí hậu ở trên Tây Nguyên, vùng Tây Nguyên. Tại vì Tây Nguyên thì cái khí hậu của nó khá là mát mẻ, cây cối là nhiều. Cái diện tích đất ở trên này cũng khá là thoải mái cho việc mình xây trại. Và đây mình nói thêm về cái việc diện tích của mình là cái chiều rộng của nó là 7 mét, chiều dài là 12 mét. Và khi mai mốt mình làm cao lên cái chiều cao của trại mình á, thì cũng tầm khoảng 6 mét. 6 mét các bạn nhé. Thì đối với một cái diện tích chuồng thì ở khoảng trên 80 mét vuông như thế này, thì mình có thể nuôi khoảng trên 500 cặp đến 1.000 cặp các bạn nhé. Và đặc biệt á, ví dụ như là đối với những cái người mà có cái điều kiện phát triển thêm về cái chuồng trại, thì có thể nới ra thêm, mình đập tường, mình nới cái chiều dài của cái trại ra thêm, thì mình sẽ nuôi được rất nhiều chim bồ câu. Đây là cái móng khá là chắc chắn đây, tại vì mình tính là sẽ làm một cái trang trại nó rất là chắc chắn. Chứ nhiều người mình xem thấy trên mạng ấy, nhiều người họ không có làm chuồng trại luôn, họ nuôi thẳng, chỉ rào lại bằng những tấm bạt hoặc là che lại tạm bợ bằng những cái cành cây thôi. Theo mình thấy, khi mà mình nhìn thấy những hình ảnh như thế, thì mình cho rằng họ nuôi theo kiểu là ăn xổi, họ không có chú trọng đến cái việc mà phát triển lâu dài. Tại vì khi mà mình đầu tư như thế này này, thì cái việc chim bồ câu nó phát triển theo cái hướng bền vững á, nó rất đảm bảo. Tại vì trước đó thì ở trại mình cũng đã chia sẻ là việc mà cứ 100 cặp bồ câu thì sau khi trừ hết chi phí thì lời một tháng là tầm khoảng trên 6 triệu. Trên 6 triệu các bạn nhé. Khi mà các bạn cứ nhân cứ trên một cứ 100 cặp là 6 triệu. Nhiều người á thì họ có cái điều kiện kinh tế á, thì họ sẽ nuôi nhiều bồ câu. Khi mà nuôi nhiều thì cái lợi nhuận của mình sẽ nhiều hơn. Tại vì cái việc mà tiêu thụ bồ câu hiện tại ở Việt Nam mình á, nó cũng riêng đối với trại của mình á, là 60.000 cặp, thì mình không đủ để cung ứng đầu ra cho những cái nhà hàng và khách sạn.
Tại vì bây giờ là người dân, đặc biệt là ở những cái khu vực phía Nam như là thành phố Hồ Chí Minh thì họ có cái nhu cầu ăn rất là nhiều. Và hiện tại ở trại mình thì cũng có ba cái nhà hàng ở Bình Dương. Thì ngoài ra cái việc mà bán cái bồ câu rang thì mình cũng phục vụ ở cái nhà hàng của mình luôn. Tại vì khi mà mình làm ra và mình bán luôn á thì lợi nhuận của nó còn cao hơn nữa. Và cái clip tiếp theo á thì chắc mình là sẽ giới thiệu đến các bạn luôn về việc mình ráp chuồng như thế nào nhé. Khi mà cái trại này cơ bản là mái xong á thì mình sẽ làm clip để các bạn hình dung rõ hơn về việc ráp chuồng như thế nào. Rồi xếp xếp những cái lồng chồng lên nhau ra sao ấy thì các bạn sẽ rõ hình dung hơn. Cái clip này thì nói chung là cái hình ảnh thì nó cũng xung quanh cái trại của mình thôi. Thì để nhiều người có một cái nhìn nó khái quát hơn về cái việc chuồng trại nó như thế nào. Tại vì đối với nhiều người thì họ khó tưởng tượng được là một cái trại thì xây theo cái kết cấu như thế nào, cái tường lên có cao hay không, hoặc là không xây tường luôn. Cái tường thì xây lửng như này các bạn nhé, không xây lên nữa, tường thì xây như thế này thôi, để khi gió nó lùa vào á thì nó có một cái khoảng không gian, cái luồng gió nó di chuyển liên tục á thì nó bồ câu nó sống ở trong đó thì nó có nhiều không khí hơn để sinh trưởng. Tại vì nếu mà bí quá thì nó rất là dễ xảy ra một cái tình trạng đó là nó tiềm ẩn cái dịch bệnh, những cái loại dịch bệnh mà mình ví dụ như là tiêu chảy hoặc là gì đấy, hoặc là cái không khí nó bức bách quá thì chim bồ câu nó cũng không phát triển tốt. Nhiều người thì cũng hỏi mình là khi mà nuôi chim bồ câu này á thì mình có đặt một cái hệ thống máng để đựng phân bồ câu hay không á. Thì đây thì hôm nay thì mình nhắc lại luôn á, ở trại của mình là không, thứ nhất là không đặt máng để đựng phân nhé. Ở trại mình chỉ dùng lưới thôi, dùng lưới để đặt ở dưới những cái lồng, cái lưới, cái mắt lưới của nó cũng rất là bé thôi, làm sao để phân nó không lọt xuống dưới. Và cứ mỗi tháng á, thì mình sẽ vệ sinh cái lưới này tầm khoảng 2 đến 3 tháng các bạn nhé. Thì mình sẽ đem cái lưới này thì sau khi mà mình thu dọn phân phân này thì mình có thể bón cây trồng này. Đây, mình có thể bón cây trồng. Và sau đó thì mình đem những cái tấm lưới này mình giặt. Mình giặt sau đó thì mình cắt đi, mình sử dụng tiếp. Ở xung quanh cái trại của mình này thì mình trồng cà phê. Thì trước đó thì cà phê thì nó cái lợi nhuận trồng cà phê nó không cao. Không chỉ riêng mình đâu mà nhiều người ở trên Đắk Lắk mình ấy, hiện nay thì cũng có quyết định đó là bỏ bỏ cây trồng cây cà phê và chọn hướng đi đó là nuôi những cái mô hình kinh tế. Và hiện tại cũng khá là nhiều người nuôi bồ câu và cũng đặt hàng mình cũng khá là nhiều một cái lượng giống để mình có thể giao cho họ. Thì cái trại ở trên Đắk Lắk này á, thì nếu mà bà con có nhu cầu thì có thể đến thẳng trại này. Cái địa chỉ của nó là ở thôn Hòa Nam 2, xã Nhơn, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Cái chi phí để xây một cái chuồng như thế này thì hiện tại ở trại của mình đây, cái trại các bạn đang nhìn thấy cái mức phí bỏ ra để xây nguyên cái trại này thôi các bạn nhé. Tại vì đất đất thì đất của mình nên mình chỉ phải là bỏ tiền mua vật liệu xây dựng rồi nhân công thôi thì nó giá tầm một khoảng là 60 triệu. Tại vì mình cũng tốn cái chi phí hơi cao đó là mua đất về để đổ. Tại vì cái nền của mình cũng khá là thấp. Nên đối với những cái bà con nào mà muốn nuôi ấy, mà ở những khu vực cao mà không bị ngập á, thì cũng sẽ tiết kiệm được một cái chi phí đáng kể về việc mua đất này. Còn mái của nó thì mình cũng đã mua tôn với thép về rồi. Cái làm cái mái thì nó cũng không có tốn nhiều chi phí lắm.
Và hiện tại ở cái trại này của mình thì mình nuôi khoảng 500 cặp. Cứ 100 cặp là khoảng 50 triệu các bạn nhé. 100 cặp Titan Thái siêu thị thì khoảng 50 triệu. Và tiền lồng của nó là cứ 15 triệu 100 cặp. Đấy, mình nói cho các bạn tính đơn giản đối với những người mà nuôi muốn nuôi chim bồ câu. Thì đối với những người mà không có chi phí á, thì có thể nuôi khoảng 100 cặp trước thôi. Nhưng mà mình có thể truyền truyền đạt thêm cho các bạn một số kinh nghiệm, đó là đối với mình khi mình nuôi thì mình nếu mà ai đã quyết định nuôi á, thì nên làm một cái chuồng khá to để có thể sau đó mình nhân giống ra, chứ đừng có làm chuồng bé quá. Có thể là ban đầu mình nuôi 100 cặp, nhưng sau đó khoảng 2-3 tháng sau thì trại Minh Dũng mình sẽ chỉ cách đó là nhân giống bồ câu như thế nào. Lựa chọn những cái các loại mà đạt tiêu chuẩn á, thì mình sẽ chỉ cho cách nhân giống. Và từ 100 cặp thì cái chuyện mà lên vài trăm cặp thì cũng là cái chuyện cũng đơn giản chứ không phức tạp đâu. Clip sau thì mình cũng sẽ giới thiệu đến các bạn việc là ráp lồng như thế nào nhé. Clip này thì nói chung là mình cũng giới thiệu đến các bạn cũng khá là chi tiết rồi. Và nếu các bạn có những cái thắc mắc hoặc những cái câu hỏi gì thì các bạn comment ở bên dưới clip nhé. Clip của mình hôm nay thì cũng xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nhé.